nay chúng ta sẽ đến với bộ phim Luyện khí 10 vạn năm. So với Luyện khí 3.000 năm của Bạch Thu Nhiên thì Bạch Thu Nhiên phải gọi bằng lão tổ. Nam chính của chúng ta tên là Từ Dương, 10 vạn năm trước, hắn gia nhập Thiên Lam Tông. Thực lực khi đó chỉ là luyện khí kỳ, sư tôn trước khi phi thăng vẫn không quên nhắc nhở hắn cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá bình cảnh. 9 vạn năm trước, sư huynh của hắn lại phi thăng, sư môn được sao cho Từ Dương. 7 vạn năm trước, đệ tử của hắn phi thăng. 5 vạn năm trước, một gốc linh thảo và ngày cả một lão già quét sân cũng được phi thăng. 1 vạn năm trước, đến một con chó trong tông môn cũng phi thăng. 9 vạn năm rồi mà vẫn dừng lại ở cảnh giới luyện khí kỳ. Điều này khiến cho hắn vẫn nộ nên quyết định bế quan, không đột phá luyện khí kỳ, tuyệt đối không đi ra ngoài. Thời gian thấm thoát lại trôi qua thêm 1 vạn năm nữa, tông môn này đã khác xưa, khung cảnh rất hoang tàn đổ nát. Nữ tử này tên là Lăng Thanh Thù. Ngày hôm nay, tên thiếu tông chủ của Vân Sơn Tông dẫn theo người tới ép nàng ta gả cho mình. Đời sau này hắn trở thành tông chủ rồi thì nàng chính là tông chủ phu nhân. Nếu từ chối thì hắn ta chẳng ngại tiêu diệt Thiên Lam Tông, khiến cho đại lục từ này sẽ chẳng còn cái tên này nữa. Vậy nhưng Lăng Thanh Thù lại kiên quyết không chịu gả cho tên này, nàng rút kiếm khiêu khích bọn chúng nhào hết vào đây đi. Hai lão già được lệnh lao lên tấn công, Lăng Thanh Thù phản kháng kịch liệt và liên tục bị chèn ép. Lúc này bầu trời đột nhiên nổi sấm sét, ngọn núi mà Từ Dương tu luyện nứt vỡ. Từ Dương chậm rãi bước ra ngoài, thêm 1 vạn năm mà vẫn không thể đột phá trúc cơ. Cảnh giới tu luyện khí hiện tại đạt tới 9.999 tầng. Nhìn khung cảnh hoang tàn đổ nát trước mặt khiến hắn cũng cảm thán, tông môn xuống dốc, những gì của trước kia đều đã không còn nữa. Đối với người khác là cảnh còn người mất. Thế nhưng đối với hắn, chính là người còn nhưng cảnh vật đã thay đổi. Trong đại điện, hai lão già trúc cơ trung kỳ hợp lực đã nhanh chóng đánh bại một trúc cơ sơ kỳ như Lăng Thanh Thù. Tên thiếu chủ thấy vậy, tiến lại yêu cầu nàng ta vẫn nên ngoan ngoãn làm nữ nhân của hắn đi. Làm ấm giường, rửa chân cho hắn không tốt hay sao? Lăng Thanh Thù thà chết, chứ không muốn rơi vào trong tay tên này. Nàng ta quyết định tự sát, vậy nhưng Từ Dương đã có mặt đúng lúc ngăn cản hành động này. Đột nhiên có một gã nào đó lạ hoắc xuất hiện, bọn chúng cũng bất ngờ, còn tưởng là cao thủ gì vậy nhưng không ngờ, chỉ là một tên luyện khí kỳ. Cả đám hồi nhau mỉa mày, theo lẽ thường thì luyện khí kỳ chẳng thể uy hiếp nổi. Ấy vậy mà bọn họ lại còn nghe người thanh niên trước mặt này hỏi thăm bọn họ là muốn chết như thế nào, chắc là vừa uống nhầm thuốc. Hùng hồ là vậy, nhưng sau khi giao thủ thì bọn chúng mới biết là mình đã chọc nhầm đối thủ rồi. Từ Dương chậm rãi tiêu diệt từng tên, ban thưởng cho mỗi người một cái chết khác nhau. Chỉ để lại một lão già để cho lão ta dẫn đường tới tông môn của hắn. Rất nhanh chóng, Từ Dương cũng đánh tới cửa Vân Sơn Tông, sáng một luồng sấm sét xuống bên dưới khiến chúng đệ tử nằm ngã ngửa. Tông chủ lui chân của Vân Sơn Tông nhanh chóng xuất hiện. Từ Dương chậm rãi tiến vào và cho biết hắn đã giết chết con trai của lão rồi. Lời này làm cho Lưu Trần tức giận, lão tuyên bố sẽ bồi táng hắn cùng con trai mình. Dứt lời, liền ngừng chiều động thủ đánh ra một bàn tay khổng lồ, nam chính dễ dàng hóa giải. Lão ta không ngờ một tu sĩ kim đan cảnh như mình mà lại bị tu sĩ luyện khí kỳ đánh cho sấp mặt. Dù mất mặt vậy như không còn cách nào khác là phải mời lão tổ xuất quan. Rất nhanh chóng lão tổ cũng có mặt, thực lực ông ta đã đạt tới nửa bước nguyên anh. Ông ta cho rằng Thiên Lam Tông của hắn đã xuống dốc, Vân Sơn Tông của lão chiếm lấy cũng là thuận theo đạo lý mạnh được yếu thua mà thôi. Lời này rất đúng ý của Từ Dương, chỉ là bây giờ hắn mạnh, còn lão thì yếu mà thôi. Lời này được thốt ra từ một tu sĩ luyện khí kỳ, cho nên lão ta cũng mỉa mày, khẩu khí này đúng là quá lớn rồi. Tiếp theo đây, lão sẽ cho hắn được chết đẹp mặt. Lão ngưng tụ ra trận pháp thất sát trận, cho dù là cường giả nguyên anh cũng phải hồn phi phách tán. Từ Dương đáp trả điều này bằng cách giết chết tên tông chủ, khiến cho lão tổ của bọn chúng không dám khinh thường nữa, phải sử dụng toàn lực. Vậy nhưng kết quả vẫn là bị nam chính tùy tiện vung một chiều đánh cho sấp mặt. Lão không ngờ toàn bộ Vân Sơn Tông của mình đánh không lại một tên luyện khí kỳ, vậy nhưng mà vẫn tự tin giành chiến thắng. Dứt lời liền lấy ra con át chủ bài của mình là một linh thú cự sao trung phẩm cao cấp, có thể đấu với tu sĩ nguyên anh thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên sự vui mừng này chưa kịp kéo dài quá lâu thì đã vụt tắt. Từ Dương vung một kiếm xẻ đôi con linh thú đó, khiến cho lão tổ chết vì phẫn nộ. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, Lăng Thanh Thù dẫn theo cứu viện mới chạy tới nơi. Nàng ta vô cùng hoảng hốt khi nhìn thấy bãi chiến trường này, càng bất ngờ hơn khi nghe người thanh niên trước mặt tên Từ Dương. Cái tên này rất quen, nàng ta lập tức nhận ra hắn chính là lão tổ nên quỳ xuống cung kính. Chuyện kế tiếp là vơ vét tài sản mà thôi, Lăng Thanh Thù vô cùng vui mừng. Vân Sơn Tông không hồ là đại tông phái, bảo vật đúng là nhiều.
Từ Dương giao cho nàng một chiếc nhẫn chữ vật để thu hết đồ vật này. Nàng không ngờ lão tổ lại có nhẫn chữ vật, bởi vì chỉ có tông môn đỉnh cấp mới có loại bảo bối này. Sau khi quay về, Từ Dương liền lấy mảnh vỡ cái khóa ra thiên ra xem. Nó chính là bộ đếm thời gian đã gắn ở trước cửa động lúc hắn bế quan. Khóa này có thể phong bế không gian và cảm giác. Nếu không phải hắn cưỡng ép xuất quan thì bây giờ vẫn còn bị nhốt lại. Như vậy xem ra có người không muốn để hắn ra ngoài nữa. Hắn muốn biết một vạn năm qua đã xảy ra chuyện gì. Lăng Thanh Thu cũng không rõ, lúc nàng nhập môn chỉ có một sư huynh vẫn là luyện khí kỳ. Bây giờ cảnh giới cao nhất trong tông môn chính là nàng, cũng có thực lực trúc cơ trung kỳ. Từ Dương quyết định điều tra xem kẻ nào đang nhắm vào mình. Đột nhiên một tên trắng hắn đánh tới cửa. Hắn ta gọi là Lục Uy, nghe nói Vân Sơn Tông bị Thiên Lam Tông tiêu diệt và vơ vét tài sản, cho nên tìm tới đây để chấn lột. Lăng Thanh Thu lao ra tấn công, vậy nhưng lập tức bị đẩy lùi. Thực lực tên này đã là kim đan trung kỳ. Nhìn thấy nữ tử xinh đẹp xuất hiện, Lục Uy liền muốn thu nàng làm lô đỉnh. Phẫn nộ vì bị sỉ nhục như vậy, nàng ta cầm kiếm liên tục tấn công. Tuy nhiên, kèo chiến đấu này lại chênh lệch quá nhiều, cho nên nhanh chóng bị chèn ép. Từ Dương truyền lực lượng vào cơ thể nàng giúp cho nàng lấy lại thế cục. Hắn đi ra tuyên bố phía cánh tay trên tráng hắn. Lời này làm cho gã ta phẫn nộ, một kẻ luyện khí kỳ mà cũng dám phát ngôn bừa bãi như vậy. Tuy nhiên, gã ta còn chưa kịp truyền đạt xong lời nói thì đã bị một luồng kiếm khí phế đi cánh tay. Phẫn nộ vì chuyện này, Lạc Uy liền lấy ra cái chuông rồi dùng chuông liên tục. Âm thanh phát ra khiến tất cả đệ tử hoa mắt chóng mặt. Vậy nhưng mà dùng chuông chưa được xuống tay thì cái chuông đã bị một luồng lực lượng bao bọc lại khiến nó vô dụng. Từ Dương tiện tay phá hủy cái chuông rồi tiễn tên tráng hán xuống đất mẹ. Tin tức về cái chết của Lục Uy nhanh chóng truyền tới tai đồng bọn của hắn. Tính tới nay đã có hai cao thủ kim đan và một cao thủ nửa bước nguyên anh chết trong tài luyện khí kỳ đó. Nữ tử xinh đẹp này tên là Ngư Tam Nương, thấy hứng thú với Từ Dương, cô ta được giao nhiệm vụ đi xử lý nam chính. Nghe vậy, Ngư Tam Nương liền vui mừng. Còn tự ti là nhất định sẽ ăn hắn một cách ngon lành. Kỹ năng của Tam Nương là mê hoặc tâm trí khiến kẻ đó chết trong sung sướng. Cô trực tiếp mở cửa xông vào trong Thiên Lam Tông, sau đó tiến lại quyến rũ Từ Dương. Nam chính mở mắt sáng như ban ngày, hắn chỉ thốt ra một chữ cút đã phá giải huyễn thuật. Sau đó mỉa mày, chỉ bằng một chút huyễn thuật này, đem ra sử dụng không biết ngại hay sao. Ngư Tam Nương tức giận tung ra bản lĩnh thật. Đối phương đã mất công tung ra tuyệt kỹ cả đời mình rồi, ấy vậy mà Từ Dương lại hở hững không để nó vào mặt. Hắn ta tạo ra một vòng kết giới bao bọc xung quanh. Công kích của Ngư Tam Nương hoàn toàn bị chặn lại. Hắn vẫy tay đánh tan chiêu thức của đối thủ, rồi hỏi thăm cô ta chơi còn chưa đủ hay sao. Lời này triệt để khiến Ngư Tam Nương tức giận, đánh ra chiêu mạnh hơn. Nguyên Anh dưới chiêu đó cũng bị thương hoặc về với đất mẹ, vậy nhưng lại không thể lay động được Từ Dương. Hắn bộc phát lực lượng chấn bay đối thủ, Ngư Tam Nương nhận ra lần này mình chơi dại rồi, cho nên lập tức chắp tay cung kính, cô nguyện ý đi theo phụng dưỡng bên cạnh hắn. Từ Dương quyết định làm mát cho cô bằng sự lạnh lùng của mình, yêu cầu Ngư Tam Nương cút khỏi Thiên Lam Tông và truyền lời cho kẻ đứng sau rằng nếu sau này còn dám xuất hiện trong khu vực của Thiên Lam Tông thì kết quả sẽ là số nứt nẻ. Hắn tiễn cô ta một đoạn đường bằng cách rút cho Ngư Tam Nương như trái bóng, bay ra xa tít trên chân trời. Ngay sau đó Lăng Thanh Thu đi tới, nàng vừa đi hái về những linh thảo mà hắn đã phân phó. Người khác luyện đan cần phải dùng tới lô đỉnh, vậy nhưng mà Từ Dương thì không cần. Hắn trực tiếp luyện chế ra mấy viên đan dược tứ giai. Đan dược nhị giai trong mắt đám đệ tử đã là quá cao rồi. Chỉ được nghe nói chứ chưa tận mắt nhìn thấy. Vậy mà hôm nay tận mắt gặp được. Hắn phân phát cho mỗi người một viên và yêu cầu bọn họ phải đột phá lên trúc cơ trong vòng một tháng. Lăng Thanh Thù thì phải đột phá lên kim đan kỳ. Trong thời gian mọi người bế quan thì hắn đi tìm yêu thú để lấy yêu đan luyện chế phù chú hộ thể cho đệ tử và chọn cho họ công pháp phù hợp. Về phía Lăng Thanh Thù, nàng chỉ cần dùng nửa tháng đã tiến cấp kim đan. Tin tức này nhanh chóng truyền ra ngoài và đến tai một lão gia tên là Trương Song Thiên. Bây giờ thanh danh của Thiên Lam Tông tại Tây Châu càng lúc càng lớn, không còn tông môn nào dám trêu chọc nữa. Trương Song Thiên nghe vậy, liền phái người đi đưa thiếp mời Thiên Lam Tông tới Linh Bảo tham gia đấu giá hội lần này. Có lẽ ở bên trong đấu giá hội sẽ có đồ vật có ích, nên Từ Dương và Lăng Thanh Thù cũng tới. Ở bên trong hai người đụng mặt một thanh niên có cái tên rất oai phong là Độc Cô Đình Phong. Tân Đình Phong này đã mua được rất nhiều món bảo vật. Khá ta cũng hứng thú với đóa hoa trên tay Từ Dương nên lập tức ra giá, còn thể hiện mình là người nhiều tiền. Tuy nhiên kết quả nhận được chỉ là sự khinh thường của Từ Dương, Độc Cô Đình Phong cũng mỉa mai ngược lại. Từ Dương bộc phát lực lượng trấn nhiếp Đình Phong nằm ngã ngửa. Gã không ngờ đối phương chỉ là luyện khí kỳ mà dựa vào uy áp đã có thể đập cho cao thủ kim đan như mình ngã xuống đất.
khá tỏ ra hâm mộ Từ Dương nên quyết định bài hắn làm thầy. Buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu, các món đồ được mang lên đấu giá. Từ Dương thản nhiên dặn dò Lăng Thanh Thủ, nàng thích thì cứ mua thôi. Độc Cô Đình Phong muốn gây chú ý bằng cách ra giá cao, mua một gốc đan dược, còn tỏ vẻ không có ai tranh giành thì cũng quá nhàm chán rồi. Lời vừa mới dứt thì Từ Dương đã lấy ra một viên đan dược tam giai cao cấp để đấu giá vật phẩm. Đám người bên trong hội đấu giá lập tức bàn tán xôn xao. Trên thị trường, đan dược nhị giai cấp thấp đã vô cùng hiếm rồi, mà đẳng cấp tam giai cao cấp thì càng hiếm. Cho dù là mấy ngàn vạn kim châu cũng chưa chắc mua được. Chỉ với một viên đan dược đó, Lăng Thanh Thù đã đấu được rất nhiều bảo vật. Trong số đó có một quả trứng của yêu thú thời viễn cổ. Hàn cưỡng ép giúp quả trứng nở ra, bên trong là một con vần thú vô cùng dễ thương. Đối với Lăng Thanh Thù thì vần thú chính là thần thú trong truyền thuyết. Món đồ đấu giá cuối cùng là bản đồ bí cảnh Tề Châu. Từ Dương vừa nghe thấy liền ném ra hai viên đan dược tam giai cao cấp để đấu giá tấm bản đồ. Buổi đấu giá kết thúc, ai về nhà nấy. Từ Dương và Lăng Thanh Thù bị một vài tên bám theo. Hiển nhiên là bọn chúng nhìn thấy thực lực của hai người không quá cao. Trên thân lại giữ nhiều món bảo vật, đây đúng là con dê béo. Nếu mà không biết cướp đoạt thì đúng là đáng bị trời đánh. Nam Trinh sớm đã phát hiện có người bám đuôi nên yêu cầu tên kia ra mặt. Độc Cô Đình Phong bước ra rồi bày tỏ mong muốn bái hắn làm sư phụ. Tên này tu vi quá yếu, vậy nhưng Từ Dương vẫn cho gã ta một cơ hội, đó là chút tiền giải quyết ba tên chặn đường kia. Bọn chúng nghe vậy liền mỉa mày, không ngờ lại có người bái một tên luyện khí kỳ làm sư phụ. Chắc tên kim đan kia đang phê thuốc. Dù ba tên này đều là kim đan, vậy nhưng mặt Độc Cô Đình Phong vẫn không ngoán. Hắn nhanh chóng bón hành cho một tên về chỗ ông bà. Tên thứ hai xông ra thay thế vị trí, vậy nhưng vì quá tự tin vào bản thân và khinh địch nên Độc Cô Đình Phong nhanh chóng bị ăn chay đắng. Hắn ta cố gắng phản đòn tấn công bất ngờ, tiễn kẻ thứ hai xuống đất mẹ. Sau đó bị tên thứ ba đập cho sấp mặt, buộc Từ Dương phải ra tay giải độc cho Đình Phong. Vớt lại cái mạng cho tên này và giúp gã ta phản đòn giải quyết kẻ địch. Đến đây thì tập phim đã hết rồi, vậy nhưng nội dung thì vẫn còn rất dài. Các bạn hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!